chuyện gì đến thì cũng phải đến. Hôm nay thì ạ, tôi sẽ mở hộp hàng mà tôi đặt trên Lazada về, và tôi không chỉ review mà thông báo luôn là anh em nào mà trở thành hội viên của kênh Vinh Show thì sẽ có cấp 2 và cấp 3 là các bạn sẽ được giveaway những cái đồ review. Cấp đây 1 là một trong những cái món mà tôi sẽ review và tôi sẽ tặng luôn cho anh em hội viên ở trong cái group đấy nha. Và các bạn muốn biết thì các bạn có thể xem cái hướng dẫn, nó sẽ đăng ký ở trên Android này và PC được. Thì tôi đã đặt mua ở đây là 3 cái chiếc túi đeo dành cho nam giới. Spoiler trước là 3 cái túi này và 2 cái ba lô xịn thì nó ở phía sau. Thì chúng ta sẽ unbox từng cái một cho các bạn xem nha. Thầy biết ba người là ai đấy. Mày này. 1, 2, 3 cái đầu chúng mày đấy, ba cái thằng này. Rồi, chiếc túi đầu tiên. Ủa sao lại tác ra ra đấy? Nhìn này, nó giống một cái bồ. Có ăn ngay lập tức không ạ? Không, hộp này không ăn ngay lập tức được. Đấy, các bạn nhìn này. Đó, ô, bên trong là có dây đeo. Các bạn sẽ được có một gói bim bim, kẹo nổ. Này, ăn đi. Rồi. Rồi, ủa, cái túi đeo này có quả dây siêu lòng hoàng vậy? Không giật ra được, phải cắt à? Bỏ siêu của nó. Cái đấy để đấy, sếp, cái đấy để nguyên. Trông thì có vẻ nhìn là chưa chắc. Thôi, tôi cắt cái này đi. Uầy, cái dây này giống trong phim đấy nhỉ? Giống để quất đấy nhỉ? Chống ông Nguyên. Chống của táo. Cái giá bán thì sẽ hiển thị ở trên màn hình nhé các bạn. Đây, nói chung là nếu để được thì đây là một con Find X6 Pro, một con iPhone, thêm một con iPhone. Kịch, kịch khung. Ăn trong này không đựng được. Ai? À, đựng được. À, đây, đây. Sao, đứng rồi. Chúng mình vuông. Các bạn sẽ tổ. Rồi, ta hãy đi đến với chiếc túi thứ hai, rất đội gọn vào để còn tặng các bạn. Chỉ có mình. Ôi, cái này đừng đưa đây. Chúng mày im cái mồm đi. Bị nổ ra chỗ này rồi. Đây, có một vết ở đây rồi, đểu. Đây là da, nhưng mà da kiểu da công nghiệp. Cái mùi của nó kinh lắm. Thứ nhất là chiếc túi này rất là to, cực kỳ to, to rất nhiều so với túi kia. Các bạn có thể đựng một con Nintendo Switch vừa trong này. Các bạn có thể để vừa cái túi này vào trong cái túi này. Rõ ràng. Các bạn có thể để vừa một cái cốc nước ở trong này. Cho đi ngoài đường mỗi khi muốn uống nước các bạn. Lâu còn chưa ạ? Cái túi này của chúng ta thì sẽ có một cái ngăn bên trong nữa, để các bạn có thể đựng như là ví, giấy tờ tùy thân. Chất lượng không được cao. Ui, nhìn nó lởm luôn ạ. Làm lở mê. Nhưng mà cái kiểu này các bạn thấy có hợp với dáng mình không? Trông cũng hợp đấy. Đẹp. Túi đẹp. Rồi, tìm okay. Cái túi lúc nãy. Rồi, ta đi đến với cái thứ ba. Chỉ là màu khác thôi. Màu nhìn đẹp hơn đấy. Chanh xả hơn. Cũng là một cái hộp nhưng mà cũng không ăn ngay được. Ui, thơm. Mùi cao su. Yêu. Lại một chiếc túi nữa, hình thù như thế này. Không vừa. Con 26. 14 Pro, vừa, kẹo nổ. Da rẻ tiền nó mỏng mỏng như thế này. Ấn vào, đấy, nó sẽ đóng bọc một cái như thế này. Cho trời, hãy ban cho em đi kìa, hãy ban cho em đi kìa sếp. Trong này hợp này, được đấy. Mà cái áo bim mà nó cũng có một tí màu xanh nữa. Vết kèo dán nó thương tình. Nói chung là mấy cái đồ này toàn đủ đẻo các bạn. Đấy là ba sản phẩm lớn. Còn đây là hai cái ba lô mà của một thương hiệu Việt Nam mình đã mua và dùng một thời gian, mình sẽ review anh em. Cái này mình mua từ Tết à, mình không nhớ lắm nữa. Thứ nhất là đến từ thương hiệu của Dim. Thì cái ba lô này là các bạn thấy là mình sử dụng bay đi bay về khá nhiều, cái thẻ tác của bamboo mình không thèm xé ra luôn. Khi mà mình nhận, mình đã thấy là có một số sợi vải nó bị hơi sờn sờn và nó bong ra như thế này. Không đáng kể lắm, không nhiều quá. Và các bạn sẽ nhìn thấy là cái độ hoàn thiện tất nhiên là cái sản phẩm này nó tốt hơn so với những cái sản phẩm kiểu túi đeo chéo, hàng nhái, hàng đều, thứ tinh kia. Hiện tại thì cái ba lô này mình đựng khá thích. Cái đầu tiên là ở bên ngoài, nó sẽ có hai cái ngăn. Mình mỗi khi mình đi máy bay thì mình hay đựng những cái nào mà mình cần lấy nhanh ở đây. Đôi khi là một cái cục sạc dự phòng hay là một cái điện thoại phụ thì mình sẽ để ở bên ngoài này. Và cái này thì rộng lắm, chúng ta có thể đựng rất thoải mái. Điện thoại các bạn có thể thậm chí đựng 2-3 cái trong một cái này để gì? Là mọi người có thể đựng được một cái laptop. Laptop của con trai. Đấy, thì tôi sẽ cho cái chỗ đựng laptop vào trong này. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rồi, đựng thoải mái cái túi đựng laptop của chúng ta. Laptop mà cỡ 15 inch thì vẫn có thể cho được. Và trong này có một khoang rất rộng, mình thậm chí có thể cho cả người vào đây. Thì các bạn thì nhìn thấy, đó, mình có thể hoàn toàn chui vào đây. Sau đó lên máy bay, đấy, đựng vừa luôn. Và ở trong này thì ta sẽ còn thêm một cái ngăn nữa, để các bạn đựng giấy tờ thuốc thang như kiểu là mình đi máy bay, mình bị say xe ô tô chẳng hạn, thì mình hay uống này. Mà các bạn thấy là sản phẩm này
thì là được làm ở Việt Nam. Cái này là của thương hiệu Việt. Này mình cũng là tìm ở trên Lazada mình thấy mình mua thôi. Và thì họ có một cái kiểu dáng thứ hai và mình cũng có ở đây. Cái kiểu dáng này á thì thứ nhất là các bạn đeo trông nó trông cái kiểu này giống kiểu là đi học đi làm này. Cái kiểu này giống đi chơi này. Cái dạng của nó sẽ khác. Cái kiểu này đựng quần áo tốt hơn nhiều. Cái ngăn ở bên trong của nó cũng vẫn rất rộng để các bạn thể xếp quần áo. Các bạn sẽ có hai ngăn nhỏ ở hai bên để các bạn có thể đựng điện thoại hay là các bạn đựng gì cũng được, hoặc là đựng một cái thiệp. Và ở đây thì các bạn sẽ có thêm một cái chỗ để đựng ba lô laptop cũng tương tự, nhưng mà con này thì nếu mà đựng laptop thì nó lại không to bằng so với con kia. Thêm một cái ngăn nữa để đựng giấy tờ tùy thân, tiền bạc và một cái ngăn ngoài. Hai bên ngăn này để các bạn có thể đựng chai nước, tripod các bạn khi đi du lịch. Và khi các bạn sẽ nhìn thấy phía sau này này. Cái con này á để đi học và đi làm, nên mà nó sẽ không giống con này là phía sau nó sẽ có nơi để thoáng khí, các bạn đeo vào các bạn ra mồ hôi thì nó sẽ dễ chịu hơn rất nhiều so với con kia. Đó, các bạn thấy không? Các ngăn của con này thậm chí có cả phía sau. Các bạn có thể cho tiền vào đây khi bạn đi du lịch, cho hộ chiếu vào đây thì các bạn đeo ba lô không bao giờ sợ người ta móc trộm được. Đây chính là hai cái ba lô mà của thương hiệu Việt Nam mà mình thấy là với số tiền này mua đáng hơn nhiều so với ba cái túi kia. Hôm nay video mình đã review các bạn về các túi đeo và ba lô mình đã mua. Ba cái kia thì mình sẽ giveaway thôi chứ mình không có nhu cầu dùng. Còn hai cái ba lô này thì nếu anh em thích thì đợt tới mình sẽ làm chương trình giveaway, mua một cái mới về giveaway cho anh em. Tất cả link bán các sản phẩm này mình sẽ để link mô tả để anh em có thể tham khảo. Và các bạn nghĩ sao? Hãy để lại bình luận ở đâu là ba lô anh em yêu thích để tôi có thể mua về trải nghiệm review. Các bạn định mua mà chưa mua được cũng được. Sau đó gia nhập thành viên vật vờ là biết đâu lại giveaway, lại trúng các bạn được cái ba lô ấy luôn. Đúng không? Và hẹn gặp lại các video lần sau. Same hey, survive, same hey, survive, same hey, survive, same hey, survive, same hey, survive.